sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui có sao ngày buồn, biết ngày mai trắng đêm nay tròn vuông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếc không một cái than côi. Thơ là những chiếc đèn dầu cháy hết bấc, những trưa hè nóng, những ngày rét nhất, lớp học sợ mưa với những bức tường chắn đất. Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Phải có niềm tin và nên tin, quý trọng những thứ mình đang có. Đây là đời thực chứ không phải là trên phim. Theo đuổi giấc mơ chăm chỉ vì thành công sẽ không tự đến tìm. Tay phải trên trán, tay trái đặt lên tim vì có công mài sắt, có ngay nên kim. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mai từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai, là rap hip hop từ trên bản làng. Có công mài sắt, có ngay nên kim. Anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sạt láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thâu thâu anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Của đất phát triển đáp vì để cho thấy người miền núi chất. Đây là hip hop từ trên bản làng, anh biến từ đất trở thành bản vàng, thành quả chất đầy trong những tải hàng. Từ ngày khó khăn vẫn còn tản mạn, có công mài sắt có ngày nên kim, có một tình yêu đặt ở bên tim, chăm chỉ thực hiện vì giấc mơ thành hiện thực thêm động lực. Bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim.